chào các bạn. Hôm nay mình livestream. Đúng ra là mỗi tuần mình livestream hai lần. Đúng ra là tối hôm qua, tối thứ hai mình livestream. Tuy nhiên tối hôm qua là mình bị một cái mình phải ở chương trình giao lưu với anh em bên chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân của Pháp cùng với hơn 70 bạn tại hội trường Bi, nên là mình không tham gia được, mình không livestream cho các bạn được vào cái buổi tối, nên là bây giờ buổi trưa mình phải livestream, bởi vì tối nay là cái buổi tất niên của Bi, mình cũng bận mất tiêu rồi, mình cũng không livestream cho các bạn được, nên là trưa hôm nay tranh thủ livestream lúc 1 giờ trưa này mình phải lên khách sạn rồi để cùng với các bạn khoảng 200 bạn để bắt đầu cho cái chương trình tất niên rất là đặc biệt tại Bi Training. Vậy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ, mình sẽ chia sẻ nhanh cái đoạn livestream này trong khoảng một tiếng đồng hồ đổ lại thôi, để mình còn chuẩn bị để chiều nay lên chương trình nữa. Rất là nhiều bạn ở xa và các bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người, để cho nhiều người cùng lên chúng ta học cái chương trình online này cho nó vui. Và ai đang online này thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Bạn Đỗ Văn Chính, chào Đỗ Văn Chính, chào bạn Thịnh Tống. Bạn nào ở các khu vực mà trên miền đất nước thì chúng ta cùng nhau chia sẻ cái đoạn livestream này, cùng nhau gặp. Và đúng ra là buổi tối, ban ngày thì mình không có chia sẻ đâu. Tuy nhiên nếu mà mình đã cam kết mà mỗi một tuần mình sẽ chia sẻ livestream hai lần, và nếu mà hôm nay mình không chia sẻ được thì rõ ràng là cái tuần này mình sẽ không livestream được. Vâng, chào bạn Huy, em ở Đồng Nai, chào bạn Tư Lùng. Vâng, nếu mà bạn bị vướng chính cái thói quen dở hơi này thì bạn rất là khó làm kinh doanh. Dĩ nhiên không ai mà tự nhiên chúng ta có ngay cái thói quen tốt được. Bản thân mình bây giờ mình cũng đầy những thói quen dở hơi, và ai cũng đang phải luyện những cái thói quen tốt nó nhiều ở trong cái con người mình, thì tự nhiên cuộc sống của chúng ta nó mới chất lượng và cái việc thành công của chúng ta nó mới dễ dàng được. Và dù có thành công cỡ nào thì chúng ta cũng có những cái thói quen nó rất là dở hơi, gọi là cái thói quen, nói thói quen xấu thì nó cũng nặng quá, nhưng mà gọi là thói quen dở hơi. Và nếu mà bạn, tuy nhiên nếu mà nhiều thói quen dở hơi quá nó cùng góp lại vào một chỗ thì chắc chắn rằng cái việc kinh doanh nó ra sẽ rất là khó khăn đối với ta. Không ai đảm bảo mình là có thói quen tốt hết, và không ai đảm bảo rằng là tất cả chúng ta đều đã hoàn thiện hết. Mục tiêu mình chia sẻ cái đoạn livestream này để các bạn hiểu rằng là chúng ta cùng nhau hoàn thiện mỗi ngày. Tuy nhiên nếu mà ai mà có một hơi nhiều cái thói quen dở hơi quá thì rõ ràng là nó như thế nào ? Nó sẽ giúp cho, nó sẽ làm cho chúng ta không, nó sẽ kéo cuộc đời của ta nó đi xuống kinh khủng lắm. Nên đó là lý do mà chúng ta cần phải mỗi ngày một chút xíu, mỗi ngày một chút chúng ta luyện cho mình những cái thói quen tốt. Và để trước khi vào cái chương trình chính thức này, các bạn thấy khi chúng ta livestream buổi tối, mình livestream buổi tối, nhiều thói quen dở hơi góp lại một chỗ thì gây ra khó khăn cho công việc doanh. Ok, bạn Quang Huy rất là tuyệt vời. Các bạn đảm bảo để đoạn livestream này được tốt thì chúng ta cùng nhau chia sẻ cái đoạn livestream này, bấm vào nút chia sẻ để mọi người cùng nhau xem đoạn livestream này. Bây giờ mới có 20 đoạn chia sẻ mà ở trên này là mình thấy đến 50 bạn rồi. Các bạn thấy buổi tối không? Buổi tối mà mỗi lần mà mình livestream á, các bạn thấy là đã khoảng từ 2 đến 300 bạn xem không ạ? 2 đến 3 bạn nữa là bây giờ chúng ta mỗi người một chút xíu, chúng ta chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều bạn. Mình chỉ thấy mới các bạn Hiếu Phan với bạn Huy là chia sẻ đoạn livestream bạn Tư Lùng cũng mới vừa chia sẻ. Ok, các bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta chia sẻ để nhiều người biết và chúng ta khắc phục cái những cái thói quen dở hơi đi các bạn. Mời bạn bè người thân của mình vào để chung quanh chúng ta mà nhiều người có thói quen tốt thì tự nhiên nó tuyệt vời hơn là chúng ta đang sở hữu những cái thói quen xấu. Bây giờ mình lại nói cái thói quen dở hơi đầu tiên, đó là cái thói quen luôn trễ giờ. Thói quen luôn trễ giờ, các bạn comment vô đi, các bạn nói là thói quen trễ giờ. Nếu mà bạn là dân kinh doanh mà bạn có thói quen trễ giờ thì nó dở hơi không thể tưởng được.
Bởi vì cái người làm kinh doanh là họ không chấp nhận trễ giờ. Và các bạn biết là cái con người của chúng ta cái quý nhất là thời gian mà. Các bạn hẹn người ta rồi các bạn để người ta trễ giờ là cái thói quen này nó rất là dở hơi. Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là mình luôn luôn đúng giờ. Không phải mình nói cái này là mình luôn luôn đúng giờ. Nó không có nghĩa đó là như vậy. Tuy nhiên là trong những tình huống bất đắc dĩ thì chúng ta không bất khả kháng quá thì chúng ta cũng trễ giờ. Tuy nhiên chúng ta phải set up trong cái tư duy của chúng ta, chúng ta phải hình thành trong tư duy và trong cái thói quen của chúng ta là chúng ta luôn luôn phải đúng giờ. Luôn luôn phải đúng giờ. Nếu mà bạn cứ có mãi cái thói quen trễ giờ và cái trễ giờ nó thành thói quen của bạn và bạn đi đâu bạn cũng nói là xin lỗi à, em đã trễ giờ, thì người ta đã không tôn trọng bạn ngay cái từ lúc đầu tiên rồi. Bạn nhận ra điều không? Bạn hiếu fan rất là tuyệt vời, bạn comment xuống là bạn nói là trễ giờ. Bạn nào chưa chia sẻ đoạn live stream này thì các bạn đảm bảo chúng ta chia sẻ đoạn live stream này đi bạn Thảo Hồ. Đấy, thầy đang di chuyển, rất thích cách live stream của thầy. Ok, rất là tuyệt vời bạn Thảo ơi. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Em ở ngoài Phan Rang mà em cũng rất là năng lượng. Vâng. Và mình nói cho các bạn biết là cái thói quen trễ giờ là một trong những thói quen nó vô cùng dở hơi. Nó không có tốt chút xíu nào. Và mình luôn có cái cách làm việc của mình. Các bạn có sẵn sàng để mình chia sẻ chỗ này không ạ? Nếu các bạn nào sẵn sàng thì các bạn ghi vào, các bạn nói là sẵn sàng. Và các bạn nhớ là chia sẻ nha. Bây giờ mới có 19 lượt chia sẻ à. Chúng ta 66 lượt xem rồi, 66 lượt download rồi, chúng ta mới có 19 lượt chia sẻ à. Mỗi người chúng ta chỉ cần bấm một cái chia sẻ thì chúng ta sẽ lên cái lượt chia sẻ rất là nhanh và giúp cho nhiều người và bạn bè của mình nữa để cùng nhau xem cái đoạn live stream này. Đúng ra là buổi tối mà tối nay từ 13 giờ cái tất niên của bên Bi nó rất là đặc biệt. Từ 13 giờ chiều nay là tất niên tới 22 giờ tối nay. Bạn làm vui chưa? Một cái tất niên nó rất là đặc biệt, nó là và thế là hồi tối mình cũng không có rảnh. Rồi tối nay mình cũng không có rảnh. Rồi tối mai thì mình có chương trình BB Boss rồi. Tối thứ năm thì mình có cái lớp rồi. Mình chỉ rảnh được tối thứ sáu thôi. Và tuần này mình chỉ live stream cho bạn thêm được tối thứ sáu nữa thôi. Là mình cam kết với các bạn là một tuần mình có 2 buổi live stream. Vậy thì mà trưa nay mình live stream và tối thứ sáu mình mới live stream. Chứ còn không, trưa nay mình không live stream thì mình không kịp thời gian. Vậy thì vừa rồi mình nói cái thôi. Vâng, chào bạn Hồng Tuyên. Chào bạn, ôi chào bạn Ninh Thảo Dược. Ok, nóng nóng tất niên, đúng rồi, tất niên năm nay tuyệt vời lắm nên rồi. Tất niên năm nay rất là tuyệt vời. Chào bạn Cao Phúc Nhật, vâng. Các bạn nào mới vào thì chia sẻ đoạn live stream đến cho nhiều người đi. Và bây giờ mình nói, hồi nãy mình nói cái thói quen đầu tiên là cái thói quen dở hơi đúng không? Cái thói quen dở hơi đầu tiên là thói quen trễ giờ. Và mình luôn nói với các bạn nó như vậy nè, mình luôn nói với các bạn như vậy nè. Chúng ta không được trễ giờ. Trễ giờ là một cái thói quen không thể chấp nhận được. Và cái thói quen đó là thói quen dở hơi. Thói quen đó không dành cho thói quen những người làm kinh doanh. Dĩ nhiên mình chưa chắc là mình đã đúng giờ hết đâu Tuy nhiên trong tư duy chúng ta luôn phải đảm bảo rằng chúng ta phải đúng giờ. Bạn hiểu chưa? Và mình luôn có cái thói quen nó như vậy. Nếu mà mình thể giờ ai đó thì trước đó là mình sẽ nhắn, mình có điện thoại của người đó, mình sẽ nhắn tin cho người đó rồi. Xin lỗi bạn, mình đã tới trễ rồi, khoảng 15 phút nữa mình mới tới. Bởi vì lý do ABC gì đó. Các bạn hiểu chưa? Và khi tới thì cái bước đầu tiên là mình làm gì mình bắt tay cái người bạn đó. Mình nói là mình xin lỗi bạn, bởi vì mình đã hẹn với bạn mà mình lại đến trễ. Tức là mình phải chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình. Chúng ta không thể nuông chiều cái thói quen trễ giờ được. Mình thấy ra kinh doanh rất là nhiều bạn hay trễ giờ. Cái thói quen này không thể chấp nhận được. Và xem trễ giờ là cái chuyện đương nhiên. Không thể chấp nhận những cái con người đó như vậy được. Và nếu bạn là người làm kinh doanh và bạn thấy ai trễ giờ thì bạn phải nói với họ ngay tức khắc liền. Bạn thấy ai đó trễ giờ bạn sẽ nói với họ ngay tức khắc liền. Bạn nói là bạn đã trễ giờ rồi và như vậy là không có tốt. Bạn hiểu chưa? Nếu mà ra kinh doanh mà bạn vẫn còn cái thói quen này thì không thể chấp nhận được. Và chính cái thói quen này á, bạn sẽ không bao giờ làm kinh doanh được đâu. Chẳng ai mà chấp nhận cái việc trễ giờ của các bạn như vậy đâu. Nên là bạn nào mà đang có cái thói quen mà trễ giờ và xem thường thời gian của người khác á, thì các bạn hãy suy nghĩ lại đi nha. Mà nói rồi các bạn hãy suy nghĩ lại đi nha. Cái thói quen đó là nó sẽ kìm hãm các bạn hết. Một người làm kinh doanh, một người doanh nhân mà tại sao chúng ta trễ giờ được vậy?
Các bạn thấy những gì mình chia sẻ vừa rồi các bạn thấy có tuyệt vời mà. Các bạn comment xuống mà các bạn thấy điều này tuyệt vời. Xem live stream của mình là các bạn phải liên tục comment. Các bạn phải comment là bạn ở khu vực nào, bạn đang làm cái công việc gì. Và nếu mà học hữu ích thì các bạn comment vào chứ. Cái xem live stream mà cứ ngồi yên các bạn đâu có nhớ gì đâu. Mình nói xong là các bạn quên liền. Các bạn phải comment vào. Và bạn thấy cái điều này hữu ích thì các bạn lại bấm vào cái nút chia sẻ. Bạn chia sẻ đến cho những người khác để họ hiểu ra cái vấn đề này. Các bạn để họ hiểu ra. Chào bạn Vương, bạn Nguyễn Văn Vương. Cảm ơn em. Rất là tuyệt vời. Chào bạn Thiện. Ok. Chào bạn Vương. Ok. Em luôn đúng giờ. Cái thói quen đúng giờ là một thói quen rất là tuyệt vời đó Vương ơi. Thói quen rất là tuyệt vời. Các bạn comment xuống. Ok. Các bạn comment xuống vàng. Và bây giờ mình lại tiếp tục chia sẻ cái thói quen thứ hai. Cái thói quen dở hơi thứ hai đó là luôn giữ cái ác cảm, luôn giữ cái suy nghĩ xấu về người khác ở trong đầu của mình. Luôn giữ cái suy nghĩ, tức là luôn luôn suy nghĩ cái ác cảm ai đó. Ví dụ như là các bạn gặp một cái người nào đó và cái hình ảnh nào đập vào trong mắt bạn, có thể là qua cái cách xã giao, hay là qua cái cách nói chuyện, ok, mà hay là do người ta lỡ một cái gì đó, hoặc là người ta trễ giờ với bạn luôn. Thế là bạn luôn giữ cái ác cảm ở trong đầu của mình, nghĩa là người này nó không tốt, hay là làm một cái yếu tố ABC gì đó, ok chưa? Thì nó làm cho gì ạ? Nó làm cho bạn phí phạm thời gian và nó mất năng lượng. Một trong những cái nghiên cứu mà nó làm cho con người chúng ta mất năng lượng và tiêu tốn rất nhiều sức khỏe là chúng ta giữ cái ác cảm của ai đó ở trong đầu lâu quá. Các bạn dùng ra điều này chưa? Giữ ác cảm ở đó lâu quá, giữ ở trong đầu lâu quá thì nó sẽ không có tốt. Nó tiêu tốn năng lượng sức khỏe của bạn rồi nhiều lắm. Và cái thói quen này là cái thói quen mà các bạn không có được giữ ở trong đầu của mình. Mà các bạn phải nhanh nhất, bạn như thế nào mà bạn bỏ nó ra cái chỗ khác liền. Bản thân mình luôn nói với các bạn, chúng ta phải hiểu như nè, chúng ta phải hiểu một cái nguyên lý mà chúng ta phải hiểu nó như vậy nè các bạn. Một nguyên lý mà các bạn phải luôn luôn hiểu như nè, là không ai, chắc chắn không ai trên đời này làm cho bạn hài lòng hết. Bạn có đồng ý với mình điều nào không ạ? Các bạn phải nhớ vậy. Các bạn xem livestream mình thì các bạn nhớ, các bạn comment xuống để các bạn nhớ nha. Các bạn ở cái khu vực vùng miền nào thì các bạn comment xuống là các bạn đang ở cái khu vực vùng miền nào. Các bạn đang kinh doanh cái gì thì các bạn ghi ra các bạn đang kinh doanh cái gì. Và mình chia sẻ tới đâu bạn thấy điều này tuyệt vời thì các bạn ghi xuống là bạn tuyệt vời. Và nhớ bấm mỗi người một cái thì các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. Để mọi người chúng ta cùng nhau biết. Mình đang chia sẻ cái thói quen dở hơi thứ hai. Nghĩa là chúng ta luôn giữ ác cảm ai đó quá lâu ở trong đầu của mình. Cái cuộc đời của chúng ta đâu có nhiều. Một ngày chúng ta cứ có 24 tiếng. Thì chúng ta hãy lưu giữ những kỷ niệm đẹp, những cái điều tốt đẹp ở trong đầu của mình. Đừng có lưu giữ những cái điều không tốt đẹp ở trong đầu của mình. Nó tiêu tốn năng lượng hết. Và chắc chắn một điều rằng chả ai làm cho chúng ta hài lòng hết được. Không ai hết. Không ai trên đời này. Và chính bạn cũng không làm cho bạn hài lòng hết chính về bạn được. Thì hỏi làm sao mà ai mà làm cho bạn hài lòng hết được. Bạn hình dung ra điều này chưa? Không ai làm cho ta hài lòng hết được. Và cả bạn, bạn cũng không hài lòng về chính bạn. Bạn hình dung chưa? Sáng, ví dụ như sáng bạn thức dậy trễ thì bạn cũng đâu có hài lòng về chính con người của bạn đâu. Mà ai mà nếu mà thằng nào nó làm cho bạn thức dậy trễ, chắc là bạn chửi nó hoài à. Cái điều đó đâu được. Nên là chúng ta như thế nào đừng có lưu ác cảm ai đó. Bản thân mình mà mình không thích ai thì mình giữ ở trong lòng. Rồi xong là gì giữ trong lòng lâu cũng không có được. Xong á mình đi ngang cái cầu Sài Gòn, tại nhà mình lúc nào cũng đi ngang, mình muốn đi là mình phải qua cầu Sài Gòn. Mình muốn đi gì thì mình phải qua cầu Sài Gòn. Mình đi qua cầu Sài Gòn cái mình bỏ cái đó xuống cầu cho nó theo sông theo gió nó trôi đi đâu đi. Còn nếu mà mình thích ai đó, ok chưa, thì mình giữ ở trong tim mình nó lâu hơn. Còn mình không thích ai đó thì mình đem ra sông Sài Gòn, mình quăng xuống sông cho nó xong. Làm sao mà biết bạn muốn cái gì mà làm cho hài lòng các bạn được. Nên là mình phải có gì sẵn sàng bỏ qua. Thích hay không thích, chuyện đó không quan trọng, bỏ qua. Đừng cứ để nó ở trong đầu của mình.
rồi suy nghĩ về việc của mình, làm sao cuộc sống của mình nó tốt hơn, tìm những cái đẹp để mà ở. Ăn để cái lâu trong đầu mình biết, mất công giảm tuổi thọ thêm, mất công gì mặt mụn thêm. Ok, bạn nào mà thù ghét ai đó nhiều, mất công mặt mụn thêm nhiều chứ được gì. Con gái, các bạn nào mà con gái mà các bạn đi ghét ai nhiều, mặt các bạn mụn không. Ok chưa? Nó là cái thói quen thứ hai này là chúng ta phải bỏ nó qua một bên. Vậy bây giờ hồi nãy giờ mình chia sẻ mấy thói quen dở hơi rồi các bạn ơi. Thói quen thứ nhất là chúng ta như thế nào à? Không được trễ giờ. Dĩ nhiên không có nghĩa là chúng ta luôn luôn đúng giờ, nhưng chúng ta cố gắng không được trễ giờ. À, cái thứ hai, cái thói quen thứ hai là đừng có nhìn ai với cái góc độ xấu rồi lưu họ ở trong đầu nhiều quá. Nó làm tổn ai? Tổn nguyên khí của chúng ta, tổn hại sức khỏe của chúng ta, mặt sẽ mặt mụn không nhiều lên. Ok chưa? À, nó là nó như thế nào à? Là chúng ta như thế nào à? Không thích ai thì dồn nó lại một cục, đem ra sông Sài Gòn quăng xuống cho sông nó trôi đi. Còn mình thích ai thì mình giữ ở trong tim của mình nhiều. Hơi sức nào mà cứ giữ trong lòng nhiều rồi đi gặp ai cũng nói, đi nói người này người kia thì lan tỏa, mà cái đứa đó nó không, mình không thích nó, thế là đi nói đầy hết. Mấy người mà có thói quen đó làm sao đi làm kinh doanh được không biết. Tập trung vào cái việc của mình, suy nghĩ vào công việc của mình, suy nghĩ làm sao có nhiều khách hàng, suy nghĩ làm sao phục vụ khách hàng nó tốt hơn. Tập trung không hết, rảnh đâu mà đi như thế nào, đi nói người này người kia. Những cái người đó là những người dơ, những người đó không bao giờ làm kinh doanh được. Họ có làm kinh doanh thì họ cũng thất bại. À, vậy thì vừa rồi hai cái thói quen dở hơi mình chia sẻ rồi, các bạn thấy cái điều này có tuyệt vời không? Thì nếu mà tuyệt vời thì các bạn comment và các bạn nói cái điều này rất là tuyệt vời. À, ngồi xem livestream mình thì các bạn phải liên tục các bạn comment, rồi bạn nào chưa chia sẻ livestream thì các bạn chia sẻ livestream đến cho người khác để mỗi người chia sẻ một chút xíu. À, thì tự nhiên nó mới hay được. Bây giờ mình xem trên máy mình á thì nó mới có gì ạ? Nó mới có 34 lượt chia sẻ, mà ở trên này là 82 lượt xem, 84 lượt lượt người đăng ký xem rồi. Vậy các bạn chia sẻ đi. Và các bạn thấy điều này tuyệt vời, điều này rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, vâng, bạn Huy nói. Chào bạn Vũ Bảo, chào bạn Hương. Các bạn ở khu vực vùng miền nào thì các bạn comment lên các bạn ở khu vực vùng miền đó, đang ở Bình Thuận thì nói ở Bình Thuận. Vâng, bạn Tuyền nói điều này rất là tuyệt vời. Bạn Leo Bùi nói là tuyệt vời, bạn Đào Vân tuyệt vời, bạn Nghi rất là tuyệt vời, bạn Huy rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn rất là tuyệt vời. Bạn Lâm Mạnh Thường tuyệt vời. Ok, bạn ăn rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Các bạn làm cho mình rất có năng lượng. Các bạn lại càng tuyệt vời hơn. À, cái thói quen dở hơi thứ ba là luôn gì ạ? Luôn nghe lời vâng lời người khác một cách rất là máy móc. À, cái thói quen này không làm cho bạn làm chủ một cái doanh nghiệp được. Cái thói quen dở hơi này, dĩ nhiên mình cũng nói cho các bạn, lúc chúng ta còn nhỏ, đúng không, chúng ta nghe lời thầy cô, chúng ta nghe lời ba mẹ, điều đó rất là tuyệt vời. Hình dung chưa các bạn? Điều đó rất là tuyệt vời. Bạn là một người rất là ngoan. Tuy nhiên khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta hơn 20 tuổi rồi, thậm chí 30 tuổi đời rồi, ok chưa, càng phải có gia đình rồi, chứ ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp rồi, mà còn hỡi chút nghe lời ba, nghe lời mẹ, trời ơi, không thể tưởng tượng được. Một cái người mà ra lãnh đạo một doanh nghiệp mà đi không ra được cái quyết định, đi hỏi người này người kia, rồi ba em bắt này, mẹ em bắt gì, ok, rồi thậm chí nghe lời vợ, ok, những cái thói quen nó dở hơi vô cùng. Cái lúc còn nhỏ chúng ta chưa biết nhiều, chúng ta chưa chịu trách nhiệm về cho cuộc đời của mình nhiều, thì chúng ta nghe lời bố mẹ rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi lúc lớn lên rồi, có gia đình rồi, lãnh đạo một doanh nghiệp rồi, mà còn nghe bấm bẩm theo quyết định của người khác, luôn tuân theo ai đó, dở hơi không thể tưởng được. À, bạn Nguyễn Ngọc Ánh Đào, ok chưa, bạn comment vào. Bạn Quốc Triệu, bạn comment vào, bạn đừng có đánh A cộng, bạn đừng có chấm. À, hãy comment vào, thấy tuyệt vời thì gõ vào tuyệt vời. Thấy nó không hay thì nói là ồ cái chia sẻ này nó không hay, thấy dở hơi thì comment xuống dở hơi, chứ đừng có cái chấm hoặc là cái A cộng, nó không có cái ý nghĩa gì hết. À, bạn hình vô chưa? À, cảm ơn thầy luôn trao đi những giá trị tuyệt vời về kinh doanh và marketing online, về phát triển bản thân. À, cảm ơn chú Tuấn nhiều. Chú Tuấn năm nay là 62 tuổi rồi các bạn, và chú rất là ham học, chú mới vừa comment đó các bạn.
chú mới vừa comment á, ok chưa? Rất là dữ ơi. À, bạn Nguyễn Phước Triệu quá hay luôn thầy, rất là tuyệt vời. Các bạn cần phải có cái comment nói như vậy. Hãy chia sẻ cái chính kiến của mình. Đừng có bấm dấu chấm không, nó chả có ý nghĩa gì hết. Ok chưa? Bạn nào mới vào thì chia sẻ cái đoạn livestream này, bấm vào cái nút chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người biết đi các bạn. Mới có 34 lượt chia sẻ mới 34 lượt chia sẻ mà bây giờ là đã 100 lượt xem rồi. Nó là chúng ta hãy chia sẻ đi. Vâng, chào bạn Quang Việt. Vâng, và bây giờ mình lại nói tiếp nè. Tức là chúng ta có một cái thói quen là chúng ta tuân thủ ai đó một cách rất là máy móc. Bây giờ mình kể bạn cái câu chuyện này. Mình kể bạn một câu chuyện này. Cách đây mấy ngày mình gặp một bạn, và bạn nói rằng là em kinh doanh mực rim nó rất là tuyệt vời. Em bán hôm nay em bán nó rất là ok. Tại vì mình bắt các bạn mới ra khởi nghiệp là trong cái Tết này phải tranh thủ đi bán Tết mà. Tại vì cái Tết là cái cơ hội mà khách hàng họ rất là dễ mua. Rồi chúng ta luyện được cái kỹ năng bán hàng để chúng ta cảm nhận được về khách hàng. Các bạn vô ra điều này cho nên là mình yêu cầu bạn. Thì bạn mới nói mình là vừa rồi em bán mực rim nó rất là ngon. Tuy nhiên là ông già em á, bạn đó ở Quảng Ngãi mà, ông nói ông già em á, ông bắt em là Tết năm nay về sớm. Ok chưa? Mình mới nói, ủa, chứ em lớn rồi hay em nhỏ vậy? Nó nói, dạ em lớn rồi. Chẳng lẽ ông già ông nói gì nghe vậy à? Bố thì muốn thương con lâu rồi, lâu ngày chưa gặp con, thì bố kêu về. Thì cái điều đó là cái ý của bố đó rất là tuyệt vời. Mình không nói là bố sai đâu gì hết. Ở đây nó không có đúng sai. Tuy nhiên, mình luôn nói, mình nói với bạn là nè, thật sự là em muốn gì? Em có muốn về không? Nó nói dạ em không có muốn về. Em muốn ở cái Tết này, em muốn buôn bán để một hai Tết em mò về. Ok chưa? Bạn vô, tức là cái ý của bạn đó. Nhưng mà tại sao bây giờ em không bán mà em lại về? Em sợ ông già em la. Trời ơi, 20 mấy tuổi đời rồi còn sợ ông già la. Mà nói ông già em thì ông muốn em về sớm, ông muốn gặp em. Đó là tình thương của người bố, điều đó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên em hãy nhớ rằng cái mục tiêu của em cần phải thực hiện và em phải làm nó. Và rất là đơn giản, em chỉ cần gọi điện thoại về và em thuyết phục bố. Cái người bố họ đang luyện cho bạn cái khả năng thuyết phục, và họ muốn nhìn thấy cái quyết định rất là tuyệt vời của bạn. Bạn hình dung ra điều này chưa? Chứ không phải là bạn nghe lời bố. Cái gì bạn càng nghe lời bố là ổng càng bắt bạn làm theo quyết định của ổng. Bởi vì ổng thấy cái thằng quỷ này nó chưa trưởng thành chút xíu nữa đó. Cái thằng này nó già cái đầu rồi, mà mình nói cái gì nó nghe cái đó thì làm sao mà nó ra kinh doanh được. Bạn hình dung chưa? Mình mà nói là em hãy thuyết phục với bố rằng đúng mùng 1 Tết con đáp máy bay về. Bây giờ con đang làm việc này và cái kế hoạch của con, hãy lên một cái bài thuyết phục và giải thích rất là rõ ràng cho người bố hiểu. Và khi em thuyết phục được người bố thì người bố sẽ thấy gì? Ồ, người bố sẽ thấy cái điều này rất là tuyệt vời. Cái thằng con mình nó đã trưởng thành thật sự rồi. Bạn hình dung chưa? Người lớn họ sẽ không an tâm khi cái gì bạn họ nói bạn cũng làm theo hết. Bạn mà nên chú chứ đâu có ai an tâm mà như thế nào, không ai an tâm cho một bạn mà như thế nào nói cái gì cũng nghe theo thì làm sao mà người ta an tâm được. Bạn dung ra điều này chưa? Nhưng người bố và người mẹ họ phải thấy ra được quyết định của bạn. Và nếu ai đó mà làm theo quyết định, lúc nào cũng tuân theo quyết định của người đó, thì những người đó làm sao ra làm kinh doanh được? Các bạn dùng chưa? Không thể ra làm kinh doanh được. Một cái quyết định nhỏ mà cũng không bảo vệ ra được. Nó là chúng ta cần phải gì? Dĩ nhiên mình đã nói rồi, độ tuổi nhỏ thì chúng ta phải ngoan ngoãn, là một người nhỏ mà phải vâng lời, mọi thứ ok. Nhưng khi chúng ta bước ra vào đời, đặc biệt là chúng ta là làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp, thì chúng ta phải rất là bản lĩnh. Nếu mà bạn nào mà đang có cái thói quen dở hơi này, ai nói gì cũng nghe, ok, thì bạn chỉ là người gì đi làm công thôi, ai sai gì làm đó thôi. Và nói như là, và người nào mà có tính cách đó hả, muốn làm hài lòng hết người khác hả, ồ mấy cái người này còn kinh nữa. Ok, bạn nào mà có tính cách mà muốn làm hài lòng với người khác đó, thì bạn là người gì? Luôn phụ thuộc vào người khác. Và bạn mất thời gian cho những cái việc đó lắm. Bạn là hình dung chưa? Và bạn thấy những cái con người đó không bao giờ họ thành công được. Chắc chắn trong cuộc sống,
Nó có rất là nhiều nhóm người, có những người luôn ủng hộ bạn, có những người là họ thờ ơ với bạn, và có những con người họ bạn làm gì họ cũng chỉ trích đó. Họ không hài lòng về bạn đâu, tại họ thấy cái mặt bạn là họ ghét rồi. Bạn có làm cái gì thì họ cũng không thích đâu. Bạn mà làm giỏi thì họ nói bạn có giỏi gì mà bạn làm dở thì họ chửi bạn thậm tệ luôn. Các bạn vô ra điều này này chưa? Nó là chúng ta cần gì à? Chúng ta cần phải có chứng kiến và có khả năng ra quyết định của mình. Ủa, sau cái live stream của mình các bạn không comment vào, các bạn ghi vào, các bạn nói vào. Thói quen mình đã chia sẻ thói quen dở hơi thứ mấy rồi. À, dở hơi thứ mấy rồi. Thói quen dở hơi thứ nhất là gì các bạn? Là đi trễ giờ. Không chấp nhận được. Thói quen dở hơi thứ hai là gì các bạn ơi? Luôn suy nghĩ lưu giữ cái ác cảm của ai đó ở trong đầu của mình quá lâu mà không chịu đem ra sông Sài Gòn quăng nó xuống sông đi. Cái thói quen dở hơi thứ ba là gì các bạn ơi? Thói quen dở hơi thứ ba nó là gì? Ghi vô. À, thói quen dở hơi thứ ba nó là gì? Thấm lắm thầy ơi, học được rất nhiều từ thầy. Ok, cảm ơn các bạn. Thói quen dở hơi thứ ba nó là gì? Tôi luôn tuân thủ ai đó. Tức là nghe lời ai đó 100%, dở hơi không thể tưởng được. Đó. Ai cũng đòi làm chủ thì ai làm công bạn ơi? À, thì những người như bạn này, bạn Thạch Nguyễn ơi, những người như bạn đó, những người mà nói cái câu này là những người ở lại làm công đó. Ok chưa? Chúng ta hãy gì à? Hãy ra làm kinh doanh đi. Còn khi chúng ta không có ai làm công thì máy móc nó làm công cho ta. Đừng có ngồi mà lo cái việc đó. Những người mà nói ai cũng làm chủ, ai làm công bây giờ. Hồi kia mấy bạn của mình á, họ cũng nói hai câu đó. Nó là thằng nào cũng ra làm chủ, ai làm công bây giờ. Bây giờ tụi nó đang làm công hết đó các bạn ơi. An tâm đi, thằng nào nói câu đó là ra làm công thôi à. Ok chưa? Nó là cái chương trình này chỉ dành cho những ai mà thích làm kinh doanh nghe. Còn bạn nào mà không thích làm kinh doanh nghe á, là coi chừng bạn nghĩ làm công đó. À, bạn coi chừng bạn không làm công được đó, bạn ra bạn làm chủ đó. Ok chưa? Vâng. Và cái thói quen dở hơi thứ tư đó là tiền bạc lúc nào trong túi cũng không có, âm túi, chi tiêu nhiều quá. Người làm kinh doanh là cái người mà họ luôn biết tạo ra tiền và dòng tiền tốt. Nếu bạn nào mà ra làm kinh doanh mà dòng tiền trong túi lúc nào cũng âm thì cũng hãy coi chừng những người đó, coi chừng kinh doanh sạt nghiệp đó. Người làm kinh doanh là chúng ta phải có một cái bản năng là dòng tiền trong túi chúng ta luôn luôn dương. Kinh doanh là phải luôn dương. Kinh doanh mà dòng tiền âm là nó rất là nguy hiểm. Chúng ta cũng có nợ nần, chúng ta cũng có mượn nợ ai đó, chúng ta cũng có doanh thu. Tuy nhiên thu chi là chúng ta phải như thế nào ạ? Ok chưa? Muốn vợ mình không cho thì mình thuyết phục. Bạn heo rừng ơi, khả năng thuyết phục của bạn đâu? Ok chưa? Khi chúng ta không hợp lý thì không ai cho, khi chúng ta thuyết phục hợp lý thì cho. Người ta không cho bởi vì người ta thấy bạn có vấn đề nên người ta mới không cho. Ok. Tạo ra dòng tiền dương, tạo ra dòng tiền dương, ra kinh doanh là phải tạo ra dòng tiền dương. Nếu người nào mà hiện tại đang âm túi, rồi đang làm công cũng âm túi, cuộc sống chi tiêu ok bất hợp lý thì chúng ta không ra làm kinh doanh được. Bởi vì ra làm kinh doanh chúng ta phải có một cái bản năng rất là tuyệt vời, đó là chúng ta phải luôn luôn cân bằng chi tiêu của mình để làm sao dòng tiền luôn luôn dương. Và bạn nào mà biết làm dòng tiền dương thì bạn ra kinh doanh bạn rất là tuyệt vời. Nếu mà bạn ra kinh doanh, bạn tập trung vào kinh doanh thì bạn sẽ rất là tuyệt vời. Và bạn ra kinh doanh, bạn sẽ kinh doanh rất là giỏi. Đừng có tạo ra dòng tiền âm. Bạn nào cũng là trên lúc nào cũng cháy túi, nợ nần lung tung, hoặc là kinh doanh hoài nó không có đủ, thì rõ ràng bạn, cái việc kinh doanh bạn nó đang có vấn đề, hoặc là cái khoản chi tiêu của bạn nó đang có vấn đề. Bạn nào mà đang âm mà đi mượn tiền ra kinh doanh nữa thì các bạn chỉ mà đổ nợ. Những bạn đó không nên ra làm kinh doanh. Hãy set up lại cái đầu tài chính của mình đã, tư duy tài chính của mình đã. Hãy đi học hỏi những người mà họ luôn có dòng tiền dương, và họ có dòng tiền dương rất là tuyệt vời. Họ có khả năng tạo ra dòng tiền rất là tuyệt vời. Hãy đi học hỏi những người đó, và những người đó họ sẽ chỉ cho bạn cái cách làm sao chi tiêu của các bạn nó dương. Bạn hình vô chưa? Nếu mà cuộc sống cá nhân của bạn mà nó luôn luôn âm thì chắc chắn rằng bạn đang kinh doanh bạn chỉ có đổ nợ mà thôi, bởi vì bạn có thói quen nợ nặng rồi, nó không có tốt được. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ bạn đến tới thói quen số mấy rồi? Cái thói quen dở hơi số mấy rồi các bạn ơi? Chia sẻ mình thói quen số mấy rồi? Mình cũng tranh thủ mình chia sẻ nhanh, bởi vì sao? Bởi vì chút xíu nữa thôi, lúc 1 giờ mình phải đứng một cái chương trình
Tất Niên Bi mà rất là đào, rất là đặc biệt. À, cái chương trình Tất Niên Bi năm nay rất là đặc biệt, từ 1 giờ cho tới gì ạ? Cho tới 22 giờ tối nay, và mình phải đứng cái chương trình đào tạo nó rất là đặc biệt. À, nó sẽ rất là đặc biệt, nó là mình chia sẻ nhanh thôi, thói quen số mấy rồi? Số 4 rồi. Số 4 là gì? Số 4 là gì? Không được cái chi tiêu âm, không được cái chi tiêu âm, mà chúng ta phải luôn luôn tạo ra cái dòng tiền dương, kể cả cái lúc chưa ra làm chủ, đồng tiền trong túi chúng ta phải dương, phải luôn có cái thói quen tạo ra dòng tiền dương thì chúng ta mới ra làm kinh doanh được. Thói quen âm không thể làm kinh doanh được. Ok. Cái thói quen dở hơi thứ năm. Thói quen dở hơi thứ năm. Ghi vào. Ok, các bạn ít comment quá, các bạn comment vô nhiều lên để mình có năng lượng. Comment nhiều vô, phải comment nhiều vô. Ok. Comment thói quen số 1, thói quen số 2, thói quen số 3, bạn đang ở vùng miền nào thì bạn comment xuống để cho mình biết bạn đang ở vùng miền nào. Bạn đang ở Tây Ninh thì bạn nói bạn đang ở Tây Ninh, bạn nào đang bán hàng Tết thì các bạn nói là các bạn đang bán hàng Tết, sản phẩm gì, ghi số điện thoại, website bạn vào để nhiều người gì, để nhiều người cùng biết bạn, và qua cái livestream này họ biết về bạn hơn 100 bạn chứ bộ. Các bạn thấy đâu ít đâu. Thói quen số 5, thói quen dở hơi số 5 là thói quen luôn trì hoãn. Ghi vô. Thói quen dở hơi thứ năm là thói quen dở hơi luôn trì hoãn. À, là thói quen luôn trì hoãn là cái thói quen này là cái thói quen gì ạ? Thói quen gọi là do dự nè, gọi là thiếu quyết đoán nè, làm cho bạn mất thời gian nè, thậm chí mất tiền bạc nè, và bạn đánh mất luôn cái sự tôn trọng của người khác về bạn. Ok chưa? Cái thói quen do dự là một cái thói quen nó không có, cái thói quen mà trì hoãn là một cái thói quen nó không có tốt. Bây giờ đảm bảo bạn nào đang xem livestream này thì các bạn gõ vào họ tên của mình đang kinh doanh cái gì, mình đang kinh doanh cái gì, mình làm lĩnh vực gì, mình làm cái lĩnh vực kinh doanh gì, bạn ở vùng miền nào, bạn cần muốn đại lý hay không, không cần muốn lý, các bạn comment lên trên cái đoạn livestream này nè, để nhiều người đang xem livestream này thấy về bạn và họ biết về bạn, họ sẽ kết nối với bạn. Đừng có xem livestream này mà ngồi im. Ngồi im là bạn sẽ không nhớ hết. Làm cái gì chúng ta phải hoạt động. Hoạt động là gì? Chúng ta nghe nè, rồi chúng ta hoạt động cơ thể, chúng ta hoạt động nè, cái cơ thể tế bào chúng ta nó hoạt động nè, nó làm cho mọi thứ nhớ. Thói quen trì hoãn. Ok, bạn nào mà có cái thói quen dở hơi trì hoãn á, thứ nhất á, nó sẽ gây cái thiệt hại gì à? Tức là trì hoãn là gì? Là do dự thiếu quyết đoán. Cái tính cách mà do dự nè, thiếu quyết đoán nè, trì hoãn là hay hẹn lại nè, hẹn tới nè, hẹn lui nè. Bạn anh vô giờ cái thói quen đó, nó sẽ làm cho bạn gì ạ? Vô cùng tốn thời gian. Tốn thời gian làm kinh doanh mà thiếu quyết đoán thì làm sao mà nhân viên nó dám làm. Nó làm cho bạn gì? Mất uy tín với người khác. Tại vì người khác cần bạn phải ra quyết định, căn bản phải hành động liền. Còn nếu mà bạn không hành động thì bạn nói bạn không động để người ta đi tìm cái nơi khác, người ta đi tìm cái dịch vụ khác, người ta ở đó người ta chờ bạn hoài, thì chừng nào rồi mở xong làm người ta hết tin bạn luôn. Nên cái bạn nào mà có thói quen trì hoãn do dự là người ta không có thích bạn đâu. Bạn làm cho người ta mất thời gian, người ta chờ bạn hoài thì ai mà chịu được. Bạn nhục ra như này cho nó là ai mà có thói quen trì hoãn đó thì bạn về bạn hãy xem suy nghĩ lại đi. Đặc biệt mình gặp đầy những bạn muốn ra kinh doanh mà trì hoãn, lúc nào cũng trì hoãn, có hứa hẹn với cuộc đời mình không ạ? Ví dụ như là bạn hứa rằng là để sang năm em làm cái này, rồi sang năm em làm cái kia, thì ai là bị thiệt hại? Bạn là người bị thiệt hại nhiều nhất. Cứ trì hoãn hoài rồi đó là bạn trì hoãn đối với con người của bạn. Và nếu mà bạn như thế nào ạ, bạn trì hoãn với khách hàng thì người ta sẽ ghét bạn ngay. Ai thích những người chơi với những người quá trì hoãn nó như vậy thì ai mà chịu được. Ok chưa? Tán gái mà trì hoãn thì bị người khác tán mất tiêu. Ok, bạn Bá Thành nói rất là tuyệt vời. Đúng rồi. Mình thấy mục tiêu, mình thấy cô nàng nào xinh thì mình phải tập trung, mình tán liền. Trì hoãn để cuối cùng là hát cái bài anh mãi mãi là người đến sau, đời tôi cô đơn nên hai tay chắc hay cô rồi, anh mãi mãi là người đến sau. Những người mà họ nói những cái câu đó, ok chưa, là những người
là những người nói như thế nào, là những người họ luôn trì hoãn. Các bạn thấy tất cả những người trì hoãn là những người thất bại hết á, chả cái người thành công đó. Bởi vì chúng ta làm thì chúng ta phải quyết định tập trung làm cái này, làm đến nơi cái này, mà còn làm không xong kìa, trì hoãn thì làm sao mà làm được. Nên cứ nói là đời tôi cô đơn rồi như Đàm Vĩnh cái gì thằng Ưng Hoàng Phúc ấy xuất hiện cái khác. Tại sao trời ơi, thằng Ưng Hoàng Phúc không có xuất hiện nó khác. Tại sao bữa mình vào cái quán cà phê kia cộn vậy, của một cái chị bạn thân chứ cũng gì chứ, bả mở cái bản tại sao của thằng Ưng Hoàng Phúc mình ghét mình bỏ mình về. Mình ghét mình bỏ ra mình về. Chị mới hỏi mình là tại sao về vậy, mình nói thà rằng như thế. Ok chưa? Cái bạn làm vô ra điều này chưa? Những người trì hoãn nó ghét lắm, người ta ghét mấy cái thằng trì hoãn lắm. Ok chưa? Chúng ta không có được trì hoãn nó như vậy. Rồi, vậy là vừa rồi mình chia sẻ bạn cái thói dở hơi thứ mấy à? Thứ năm rồi, bây giờ là thứ sáu. Mình nói là hôm nay mình chia sẻ rất là nhanh. Rất là nhanh. Để gì ạ? Tuy nhiên chỉ như là nó nhanh thì nó không sâu được. Bởi vì chút xíu nữa là mình phải lên chỗ tất niên rồi, lên chỗ tiệc tất niên của Bi Training rồi. Vậy thì cái thói quen trì hoãn số 6, ok chưa? Các bạn comment vào. Bạn Trương Trung, bạn cười KKK, chắc là bạn cười bạn cười khi thế quá. Ok chưa? Thà rằng như thế. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp tục có thói quen dở hơi thứ sáu, đó là thói quen gì ạ? Nói dối hay nói dối, không có gì ạ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái thói quen này chúng ta không có trung thực với chính mình. Chúng ta làm chưa được mà chúng ta nói rất là chúng ta làm được. Những bạn mà có rất nhiều bạn tới học chương trình của mình làm không được mà cứ nói là mình làm được, mình rất là ok. Tức là những người đó họ ngại nói ra một cái sự thật, họ ngại nói ra là họ dở một cái gì đó. Họ cứ làm ra là ý như là họ giỏi, họ thông minh. Nên là người ta đâu có chỉ cho bạn biết rằng là tại vì bạn cứ nói là bạn đang ngon, bạn đang giỏi cái đó mà. Nên là đâu có ai chỉ cho bạn đâu. Nó là cái thói quen nói dối, là cái thói quen mình nó hại bạn. Nó hại bạn từ từ. Nó hại bạn mỗi ngày một chút xíu. Và chừng cuối cùng á, bạn như thế nào à? Bạn chả biết làm cái gì hết á. Nhưng mà những người nào mà họ có cái vỏ bọc quá lớn và họ ít va chạm á, nên là họ cứ dùng mà ngại gì à. Đúng rồi, bạn nào nói bệnh sĩ đó đúng á. Các bạn nhau nói là chúng ta phải luôn luôn trung thực với chính mình. Chúng ta dở cái gì thì chúng ta nói dở. Mình thích có rất là nhiều bạn hay lên nói cái câu là cho em hỏi ngu chút. Đúng rồi, mình thích cái câu đó. Mình ngu thì mình nói mình ngu, có gì đâu, có gì mà phải ngại. Bản thân mình cũng vậy thôi, đằng nào cuộc sống chúng ta cũng sống mà, miễn sao nó tốt cho mình. Đúng sai đâu có quan trọng đối với mình, đúng sai không quan trọng, cứ cho bạn đúng đi. Mà bạn làm không được cũng vậy à, mình sai nhưng mà mình làm được mình vẫn rất là tuyệt vời. Nên là cuối cùng là nó hiệu quả hay nó không hiệu quả, chứ đừng có đúng sai, đừng có sợ rằng là mình nói dối là người ta chứ sẽ cho mình dở. Ok chưa? Chứ mình dở thì mình cũng đâu có chết đâu, bạn hình dung chưa? Nên mình là người nói cà lắm nè, thì mình luôn mình nói với các bạn là mình là người nói cà lắm. Có những lúc mình đang live stream vậy, có bạn nói lên sao ông này ông nói cà lắm, mà nói đúng rồi, mình đang nói cà lắm. Có những bạn lên live stream, mình đang live stream này, ông nói mình rằng là cái ông này nói tào lao. Có những bạn comment á, mà nói thì đúng rồi, mình đang nói tào lao. Bạn nếu mà bạn đang nghe mình nói tào lao mà bạn vẫn nghe thì dĩ nhiên bạn như thế nào bạn không biết là bạn nói như thế nào nữa. Ok chưa? Mình đang nói tào lao, nó là cái chuyện đó đúng sai nó không quan trọng, quan trọng là nó hiệu quả hay không hiệu quả. Đó là vừa rồi là cái thói quen dở hơi thứ sáu. Giờ thói quen dở hơi thứ bảy, ok chưa, là thói quen gì qua cầu rút ván. Thói quen này là mình gặp nhiều người, đặc biệt là dân kinh doanh, mà bạn có cái thói quen này là chết. Ok chưa? Cái thói quen dở hơi này là không có được. Ok chưa? Thói quen dở hơi thứ 8 là đó là qua cầu rút ván.
Ok, rất là tuyệt vời. Thói quen thứ dở hơi tiếp theo nữa là thứ bảy, đó là qua cầu rút ván. Tức là nhiều bạn lắm trong một số trường hợp qua cầu rút ván rất là tuyệt vời, bởi vì chúng ta như thế nào, chúng ta quyết liệt với việc đó, chúng ta cắt đi. Bạn hình dung chưa? Như dụ cái qua cầu rút ván đi, những cái con người đó nó dây dưa lắm, nó không có tốt thì chúng ta cắt đi, bởi vì những người đó không tốt. Tuy nhiên có một số bạn sợ nhắc đấy anh gì, có một số bạn cái tính cách qua cầu rút ván rất là nguy hiểm. Làm ăn kinh doanh như vậy là không được, tức là chốt người ta được đơn hàng một lần là bỏ luôn. Bạn hình dung ra điều này mà bạn hình dung chưa? Nên là cái thói quen này là cái thói quen không tốt. Tức là hoặc là họ mượn tiền ta, họ chơi với ta, họ miên mượn tiền ta một lần, họ không chịu trả nợ, họ đi đâu mát luôn. Tức là họ rất là thực dụng, tức là họ chỉ biết cho họ, thì cái thói quen này là không làm kinh doanh được. Bởi vì sao? Trong hành trình cuộc đời mà chúng ta không tránh khỏi đâu, chúng ta rồi chúng ta cũng sẽ gặp thôi, không có tránh đường nào được đâu. Bạn hình dung ra điều này nè, cho nó là chúng ta cần phải xem trước xem sau. Ok, họ vô ơn hay không thì mình cũng không có biết đâu, nhưng mà họ có cái tính cách nó như vậy đó. Nó là làm một người làm kinh doanh thì chúng ta cần phải duy trì cái sự kết nối. Người nào đã chia sẻ cho chúng ta được cái gì đó thì chúng ta phải biết cảm ơn họ, chứ đừng có cái là nhận chia sẻ rồi cái sau này nói nó không có hay đâu, nó không có hiệu quả đâu, bạn cũng đã mất tiền rồi nhưng mà bạn lại không biết cảm ơn người khác, thiếu cái tinh thần cảm ơn thì bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ không được người khác, lần khác người ta cứ gặp bạn lại thì người ta cũng như vậy, người ta cũng sợ bạn rồi, thậm chí bạn cho tiền người khác cũng không thèm bạn nữa đâu, bởi vì họ biết bạn cái tính cách qua cầu rút ván là không hay chút xíu nào. Ok chưa? Ra qua cầu rút ván không hay chút xíu nào đâu. Ok chưa? Nó là chúng ta cần phải biết cảm ơn ai đó đã đến cuộc đời của chúng ta, dù họ làm cái điều không hay với chúng ta, họ cũng giúp cho chúng ta học một cái gì đó. Ví dụ như là người ta mà mượn tiền mình mà người ta không chịu trả thì những người đó họ đang dạy cho chúng ta rằng lần khác cho người khác mượn tiền hãy cẩn thận hơn. Bạn hình dung chưa? Nên là tất cả những cái điều đó chúng ta phải biết cảm ơn, chứ không phải là chúng ta rút ván. Ok chưa? Đôi khi trong một số trường hợp chúng ta cần phải dứt khoát. Mình không nói là ở đây là không được rút ván. Trong một số trường hợp chúng ta cần phải dứt khoát. Những cái người nào họ nhún vai nhún như dứt khoát cái bụp. Tuy nhiên phần lớn còn lại là chúng ta cần phải có tình nghĩa dơ nhau. Cuộc đời mà trước sau gì cũng gặp nhau đó. Sài Gòn nó dày chứ nó rộng lắm, gặp nhau đó. Còn cái đối tượng như thì chúng ta cắt bụp liền, không phải nha. Những chúng ta cần phải có tính quyết định. Rồi thì thói quen số 8, cái thói quen dở hơi số 8. Vâng, chào bạn Phan Nhật Linh, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn Hồng Tuyền, bạn rất là nhiệt tình, hứa thật nhiều, nhân tác hứa thật nhiều. Đúng rồi, ok, bạn Lâm Mạnh Thường rất là tuyệt vời. Giống như thằng Ưng Hoàng Phúc cũng là thằng Ưng Hoàng Phúc luôn đúng không? Nó hát cái bài tại sao, rồi nó hát cái bài thà rằng như thế, rồi nó hát cái bài hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều. Cái thằng ca sĩ này nó rất là thú vị các bạn ơi, nó thú vị kinh khủng luôn. Ok, rồi, thói quen dở hơi số 8. Ok, bạn nào nãy giờ chưa chia sẻ đoạn live stream này thì các bạn chia sẻ đi. Mình kiểm tra cái máy mình xem đã, mình đang lên máy mình kiểm tra bao nhiêu bạn đã chia sẻ rồi. Ok chưa? Mới có 86 lượt chia sẻ lượng người xem rất là nhiều mà lượng chia sẻ rất là ít. Ok chưa? Các bạn hãy chia sẻ đi. Chia sẻ để cho nhiều người biết về đoạn live stream này, và sau khi mình kết thúc đoạn live stream này mình vẫn để trên này và mình đưa lên YouTube nữa. Nên là các bạn lên xem để như nào rồi tag những người bạn bè của mình. Hồi nãy giờ bạn nào rồi xem đoạn live stream này mà chưa chia sẻ thì bấm nút chia sẻ về nhà mình đi. Mỗi người chúng ta góp một ít thì thế giới chúng ta càng ngày nó càng tốt đẹp ra. Mình chỉ mong nó như vậy thôi. Vâng, tiếp tục các bạn, tiếp tục nè. Thói quen dở hơi số 8 là thói quen gì bạn không biết chăm sóc cho bản thân mình. Bạn không có biết chăm sóc cho bản thân mình. Người nào mà không yêu quý bản thân mình, không biết chăm sóc cho bản thân mình, ok chưa? Thì người đó nó như thế nào? Người đó như thế nào? Người đó họ cũng
xem thường chính bản thân của mình luôn. Thì làm sao mà họ tôn trọng người khác được, làm sao họ tôn trọng khách hàng được. Nên những con người này không ra làm kinh doanh được. À, phải biết chăm sóc cho bản thân mình, nghĩa là phải biết ngủ nghỉ đúng giờ, phải biết ăn uống, phải biết tập trung vào sức khỏe. Bạn hình dung chưa? Phải biết lo cho mình có chỗ ở đàng hoàng, lo cho cuộc sống mình đâu đó tươm tất. Thì tất cả những người đó họ mới biết lo cho nhân viên của họ tươm tất, bởi vì họ chăm sóc, họ trải nghiệm rồi. Họ mới biết cách gì ạ? Họ mới biết cách lo cho gì ạ? Lo cho khách hàng của họ, cho đối tác của họ. Bạn hình dung chưa? Cái người nào mà không biết chăm sóc bản thân mình thì họ cũng chả biết chăm sóc người khác đâu. Bạn hình dung chưa? Nên là chúng ta phải biết chăm sóc bản thân mình. À, ai mà không biết bản thân mình, không tôn trọng chính mình thì người đó sẽ không bao giờ tôn trọng cho người khác. Các bạn nhìn thấy cái cơ thể của nó, quần áo của nó mặc lượng thà lượng thượng, ăn uống ngủ nghỉ không ra cái gì hết, thì những người đó họ cũng chả bao giờ họ tôn trọng khách hàng đâu, họ chả bao giờ họ tôn trọng người khác đâu. Nó là ra làm kinh doanh, chúng ta cần có một cái thói quen rất là tuyệt vời, là hãy biết chăm sóc cho bản thân của mình. À, phải biết giữ bảo vệ sức khỏe của mình, mỗi sáng phải thức dậy tập thể dục. Bạn anh giống chưa? À, phải quý cái cơ thể của mình thì bắt đầu mình mới quý người khác được. Bản thân mình không quý thì làm sao mình quý người khác được. Cái đây là một cái điều mà các bạn phải lưu ý. À, nó là muốn ra làm kinh doanh được, chúng ta cần phải trải nghiệm đối với cái cơ thể của chúng ta rất là tốt. Phải nghiêm túc với chính cái cuộc đời của mình. À, phải có cố gắng gì ạ? Tạo cho cuộc sống của mình tốt. Cố gắng gì ạ? À, cơ thể, sức khỏe của mình, quần áo của mình, tài sản của mình, mọi thứ nó rất là tươm tất. Và khi bạn trải nghiệm cái điều này, bạn mới như thế nào ạ? Từ chỗ ở, ví dụ, tại sao mình chuyển qua bên quận 2 mình ở, tại sao mình chuyển qua bên Thả Điền mình ở? Bởi vì nơi đây nó đang có những con người nó rất là tuyệt vời. Những cái con người, những cái nơi đây là những cái người giàu, họ ở đây và họ rất là tuyệt vời. Và tại sao những người họ giàu? Bởi vì họ biết lo cho chính cái gia đình của họ. Không những họ cho gia đình của họ, họ lo cho công ty của họ, rồi họ lo cho khách hàng của họ, nên họ có rất là nhiều tiền. Bạn hiểu chưa? Những người đó là những người họ rất có trách nhiệm đối với cuộc đời của họ. Không những họ có trách nhiệm cuộc đời của họ, họ có trách nhiệm với gia đình của họ, họ có trách nhiệm với những người thân yêu của họ, những người chung quanh họ, thì họ mới có trách nhiệm với khách hàng được. Bạn hiểu chưa? Bản thân mình mà không lo thì đòi lo cho người khác, cái chuyện đó là chuyện vô lý. Cái chuyện đó vô cùng vô lý. Nó là người nào, ví dụ bạn nào đang béo phì thì hãy cố gắng làm sao cho con người mình nó giảm lại. Giảm béo phì không được mà đòi đi làm kinh doanh, rất là mắc cười. Ok chưa? À, các bạn chưa? Nó là người nào mà họ rất là đàng hoàng với chính bản thân của họ, họ sẽ rất là dễ dàng đàng hoàng với người khác. Bạn anh nhận ra điều này chưa? Nó là ra kinh doanh chúng ta không được chơi. Con ra cái nhóm làm cái gì mà ấm chôm ấm tâm gì, ăn không ra ăn, uống không ra uống, sức khỏe thì hở chút bệnh thì làm sao mà làm kinh doanh được. À, bạn hình dung ra điều này chưa? Những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy điều này nó rất là tuyệt vời, thì các bạn ghi vô, các bạn nói là điều này nó rất là tuyệt vời. Các bạn ghi vô đi. À, điều này nó rất là tuyệt vời. À, vậy thì vừa rồi mình chia sẻ mấy cái rồi các bạn ơi. Ok chưa? À, vừa rồi mình chia sẻ mấy cái rồi, 8 rồi đúng không? Bây giờ cái cuối cùng là cái thứ 9, dĩ nhiên là còn nhiều cái nữa, nhưng mà mình muốn nói 9 cái để gì? Để cái buổi chia sẻ hôm nay, còn sau này thì mình rảnh mình nói nữa. Buổi chia sẻ hôm nay mình chia sẻ 9 cái, nên mình nói là 9 cái. Ok chưa? Cái thứ 3 nữa là chúng ta phải luôn gì ạ? Luôn có một cái gì ạ? Những cái người á, họ không có cái ngôn ngữ cơ thể của họ nó tốt. Như thế nào là ngôn ngữ cơ thể? Mình giải thích thêm, tức là cái ngôn ngữ cơ thể nó là gì, nó bao gồm gì? Nó bao gồm cái năng lượng của bạn, cái nhiệt huyết của bạn, tức là cái điều đó nó toát lên gì, nó toát lên cái phía bên ngoài của con người của bạn. Dĩ nhiên là cái nhiệt huyết của bạn nó ở bên trong, những cái khát khao đam mê của bạn nó ở bên trong, cái này mình không nói, nhưng mà mình muốn nói cái ngôn ngữ cơ thể là bởi vì cái điều này nó toát ra phía bên ngoài của con người bạn. Tức là nhìn đó, các bạn thấy, nhìn cái người này là bạn biết thấy nó quyết tâm rồi. Các bạn thấy vừa rồi các bạn xem các cầu thủ U23 mà, à, cái bạn mà Xuân Thanh á, mà bạn đá vô đội qua ta, các bạn đứng này,
Các bạn thấy là bạn đứng bên này, ô rất là tuyệt vời, một cái thế đứng rất là tuyệt vời. Hoặc là các bạn thấy cầu, các bạn thấy thủ môn Tiên Dũng mà, ok, thủ môn Tiên Dũng, các bạn thấy hình dung ra điều này, nó toát ra một cái phong cách, cái thủ bộ, các bạn thấy thủ môn Tiên Dũng đứng chụp chụp cầu không ạ? Các bạn thấy thoát ra một cái y, cái y nó rất là tuyệt vời. Còn các bạn thấy thủ môn của đội qua ta mà, cái anh ta anh có cái nét mặt anh lo lắng sao á, bạn hình dung cho cái nét mặt nó lo lắng sao, nó cảm giác nó không có tự tin. Còn các bạn thấy cầu thủ Quang Hải mà, anh ta đứng trước bóng, anh ta cực kỳ bình tĩnh và đá trái bóng dứt vô cái bụp vào. Chúng ta hãy có cái cơ thể của ta, cái ngôn ngữ cơ thể của ta nó toát ra một cái năng lượng rất là tự tin và tràn đầy năng lượng, toát ra cái một cái nhiệt huyết, nó toát ra một cái đam mê. Và khi khách hàng á, họ các bạn họ muốn làm việc với bạn liền, bởi vì cái con người này nó có một cái năng lượng rất là tuyệt vời, nó có một cái sinh khí nó rất là tuyệt vời. Điều đó nó được nói lên cái gì nữa, đầu óc này, rồi tóc tai này, các bạn vô nó cũng nói gì, cái mùi cơ thể của bạn nữa. Nó bạn nào mà có cái mùi hôi cơ thể nhiều quá thì các bạn phải biết xử lý nó đi, ok, đừng có để cái mồ hôi nó toát ra, cái mồ hôi mà đứng người gần người ta không có chịu được. Các bạn dùng ra điều này chưa? Mình là người Cà Lâm, bạn Trần Yến, ok, tuyệt vời, Cà Lâm đúng rồi, mình là người Cà Lâm, bạn Trần Yến rồi, mình nói Cà Lâm lâu rồi, mình là người Cà, từ nhỏ tới lớn giờ mình Cà Lâm mà. Nó là nó như thế nào à? Nên là chúng ta cần có một cái ngôn ngữ, gọi là một cái ngôn ngữ, cái phong thái lại là một người vô cùng tự tin và một người vô cùng đỉnh đạt. Ví dụ như các bạn thấy mình chia sẻ cái livestream này chưa, các bạn thấy mình năng lượng chưa? Các bạn ngồi bên kia các bạn cũng muốn năng lượng theo mình luôn, thì chúng ta phải nhiệt huyết. Các bạn chung chung à, cái nội dung nó hay nó dở từ từ tên sao, nhưng nó phải nhiệt huyết. Ví dụ như mình nói với các bạn nó như vậy nè, mình tỏ ra cái ngôn ngữ cơ thể nó không ok, mà nói nó như vậy này. Mình nói là hôm nay mình chia sẻ với bạn chín cái dở hơi. Chín cái dở hơi. Dở hơi thứ nhất là luôn trễ giờ. Dở hơi thứ hai là luôn giữ ác cảm ai đó lâu quá. Dở hơi thứ ba là luôn tuân theo quyết định của người khác. Dở hơi thứ tư là lúc nào chi tiêu cũng âm. Nếu mà mình nói với bạn như vậy á, bạn thấy bạn chán không? Tự nhiên nó toát ra một cái ngôn ngữ chán không? Bạn có cảm nghiệm ra cái điều này chưa? Chán lắm, chán ngắt luôn. Người ta không thích bạn tỏ ra một cái ngôn ngữ nó chán vậy. Nhưng mà mình nói với bạn nó như là như vậy nè, các bạn vô mình nói với bạn nó rất là năng lượng, ok chưa? Mình nói là chúng ta không được gì à, không được trì hoãn, cái thói quen trì hoãn là cái thói quen nó không có được tốt chút xíu nào. Các bạn thấy không? Nó nghĩa là cái ngôn ngữ có thể, cái nhiệt huyết của mình nó truyền đến bạn. Vậy thì vừa rồi các bạn thấy những gì vừa rồi mình chia sẻ, các bạn thấy nó có tuyệt vời không? Các bạn comment xuống và các bạn thấy những chia sẻ này nó vô cùng tuyệt vời. Vậy là vừa rồi mình chia sẻ cho bạn mấy cái dở hơi rồi, chính cái dở hơi rồi đúng không? Chính cả. Và đảm bảo bạn mà bạn cái gì vẫn giữ y chính cái dở hơi này thì các bạn không thể ra làm chủ, bỏ đi, đừng có ra làm chủ, ở đi làm công đi. Người làm chủ như vậy không có làm chủ, bạn là lãnh đạo một tổ chức mà bạn lãnh đạo như vậy thì làm sao mà ai mà chịu được, bạn hiểu chưa? Dĩ nhiên mình đã nói rồi, mình chia sẻ cái livestream này, mình chia sẻ đến các bạn, cái điều này không có nghĩa là tính mình tốt hết rồi. Tuy nhiên chúng ta trong hành trình cuộc đời chúng ta cũng có đầy, lâu lâu chúng ta vẫn có những cái tính không tốt chúng ta chen vào. Tự nhiên lâu lâu nó chen vào thì được. Còn nếu mà tính tốt, tính không tốt, nó, cái tính dở hơi nó hội tụ vào một chỗ như vậy á, thì trời ơi cuộc đời bạn nó tiêu tan, không thể thành công được. Không thể thành công được các bạn ơi. Tính xấu mà nó, tính dở hơi mà nó hội tụ vào một chỗ thì mình nói là không thể thành công được. Mình nói là các bạn phải bỏ nó đi, nó dở hơi không thể thể tưởng. Cái tính cách đó thì làm sao mà chịu được. Và bạn gặp những người như vậy thì bạn cũng tránh liền. Các bạn có đồng ý mình đi lại mà, bạn sẽ tránh liền. Bạn không thể bao giờ làm việc với một cái con người nó như vậy được. Bạn đã nhận ra điều này chưa? Nó là chiều nay em sẽ không chia sẻ được nhỉ,
Bạn cứ bấm vào cái nút chia sẻ là bạn sẽ chia sẻ được. Bạn nào chưa chia sẻ livestream này thì bạn chia sẻ vào để bạn nhớ tát tên người thân của mình vào. Bây giờ mình như thế nào à? Chiều nay mình có cái buổi tắt niên rồi, của Bi Training rồi. Nó là hơn 200 anh em đang đợi mình. Nó là hôm nay mình kết thúc livestream này sớm. Mình vẫn để ở trên này, vẫn để trên máy này. Các bạn cứ vào xem, chia sẻ bạn bè mình xem. Sau cái buổi này thì mình sẽ đưa nó. Và hôm nay, tuần này mình đã thực hiện được cái buổi hứa bạn là cái buổi đầu tiên. Tối thứ sáu mình sẽ chia sẻ lại. Mình sẽ chia sẻ với bạn một cái chủ đề khác. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi trưa rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Bye bye các bạn nhé.